thân mến chào mừng các bạn chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr Long Learn Let's Learn um, trong cái phần project này của cái bài 2 đó các bạn thì thầy sẽ giúp các bạn làm quen dần với những cái thông báo rất là hay nhưng mà trước khi các bạn làm quen thì chúng ta phải làm xong cái bài tập số 1 này thì các bạn sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn viết những cái chú ý thú vị này này đó cái viết những cái chú ý xếp các cụm từ này những cái, viết những cái chú ý những cái ghi chú rất là thú vị và cái bài tập số 1 này người ta đề nghị mình là xếp các cụm này, các cụm các câu trong cái gì các bạn? Trong cái đã bị xáo trộn đó, đó những cái ghi chú đã bị xáo trộn này, những ghi chú những câu đã bị xáo trộn không có theo trật tự đó. Trong những cái thông báo trong những theo cái trật tự đúng nha. Có nghĩa là những cái câu trong những cái thông báo nó bị xáo trộn thì mình sắp xếp, xếp lại theo cái trật tự đúng của nó. Đó là như thế. Và bắt đầu với cái tiêu đề với tiêu đề in hoa in hoa các bạn nha capitals đó tiêu đề in hoa nha rồi vậy thì bắt đầu ví dụ như cái cái thông báo báo a đây này, này cái thông báo a này người ta sẽ sắp lộn xộn thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải làm cho đúng thứ tự của nó cái tiêu đề in hoa là trước tiên này người ta nói mình tiêu đề in hoa trước đây tiên này đó tiêu đề in hoa trước tiên là cái vị trí số 1 đây câu 1 đây câu 2 là gì vui lòng yên lặng yên lặng này các bạn quiet please là yên lặng Vậy thì yên lặng thì để làm gì? À kỳ thi đang diễn ra Đây exam in pro, project pro, progress cái Thầy đang là thầy đọc giọng Mỹ các bạn nha Các bạn nhiều lúc các bạn đọc giọng Anh thì các bạn thông cảm Đây kỳ thi đang những kỳ thi đang diễn ra Vậy thì chắc chắn câu này là số 2 rồi Đó và câu số 3 là lớp 9B và lớp 9D đến phòng chim Và câu cuối cùng Câu cuối cùng là các lớp như ngày mai vẫn bình thường Đó là câu số 4 Các bạn hình dung được chưa? Đó cái thông báo là như vậy Rồi cái phần B này cái phần B của chúng ta này tiêu đề hoa trước tiên này đó tiêu đề hoa này những bài học hội thoại tiếng Anh rồi đó là tiêu đề hoa trước rồi đến cái gì sau cái tiêu đề hoa đó những hội thoại những cái bài học hội thoại bằng tiếng Anh rồi sau đó là người ta sẽ nói đến địa điểm đây địa điểm này đó theo họ every evening mỗi buổi tối vào cái hội trường thị trấn hội trường thành phố cũng được đây là câu số 2. Đó câu câu đầu tiêu đề trước. Đó câu 2. Câu số 3 là offer by native teachers được giảng dạy bởi những giáo viên bản ngữ là giáo viên nước ngoài đó các bạn. Là câu số 3. Rồi câu tư là được trao đổi ngôn ngữ cũng có thể là một khả năng là câu số 4. Đây. Đó các bạn ha. Uh, language exchange also were also a possibility. Và và cái cuối cùng chưa chưa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng là gọi điện cho cô Dalen vào số 425 đó là câu này câu số 5. Đó, các bạn hiểu cái bài tập này chưa? Đó, rồi, như vậy hai cái phần đó chúng ta đã đáp ứng xong người ta rồi. Vậy thì với hai cái thông báo này các bạn thường thấy nó ở đâu? Đây. Các bạn có khả năng tìm thấy những cái thông báo này ở đâu? Với những thông báo này các bạn thường thấy ở đâu các bạn? Chắc chắn là ở trong một ngôi trường, đúng không? Một ngôi trường này. In In a school. School. In a school. Rồi cũng có thể tham tìm thấy đâu. Ở trung tâm văn hóa thành phố. City. A city. A city. Cultural center. Cultural. A city's cultural center. Center. Đó. Một cái trung tâm trung tâm văn hóa thành phố trung tâm văn hóa của thành phố đó thì các bạn cũng có thể tìm thấy ở một trong hai nơi nơi này cũng có thể những nơi khác nữa các bạn nhưng cái hai nơi này là thầy liệt kê hai nơi này thôi ờ, các bạn tìm hiểu thêm rồi bây giờ cái chỗ này là watch out watch out sau khi các bạn học trong cái bài tập số 1 đã làm bài tập 1 này người ta đề nghị mình là watch out là cái gì à những cái thông báo thường rất ngắn gọn và đó ràng những cái thông báo này nó thường rất ngắn gọn và rất là rõ ràng snappy rõ ràng này các bạn và bạn có thể gì bạn có thể các bạn có thể sử dụng những câu ngắn có thể dùng những câu ngắn những cái um, chữ cái đầu tiên của tên riêng những cái đầu chữ cái đầu tiên của tên riêng và từ viết tắt từ viết tắt nữa chữ cái đầu tiên tên riêng và từ viết tắt nữa rồi um, nếu nghĩa rõ ràng nếu cái nghĩa của nó rõ ràng thì bạn bạn sao các bạn cũng có thể lược bỏ đại từ cũng có thể lược bỏ đại từ này bỏ đại từ lược bỏ đại từ những ghi chú này người ta viết ngắn lắm các bạn rồi lược bỏ đại từ rồi à, sao nữa à, à các bạn cũng có thể lược bỏ đại từ và một trong số trường hợp nhất định có thể bỏ trợ động từ và một vài trường hợp nhất định cũng có thể bỏ động từ luôn các bạn nghe chưa ngắn gọn là ví dụ này street clean next Spain next weekend. À, quét dọn đường phố vào cuối tuần tới. Vào tuần tới, các bạn thấy chưa? Cuối tuần tới chứ. Như vậy là quét dọn đường phố vào cuối tuần tới đâu còn động từ đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đâu còn động từ đâu. Đó, rồi, tiếp tục. Các bạn xem đây. Trong một thị trấn, trong một thị trấn hay thành phố, hay thành phố, các bạn có thể bắt gặp nhiều thông báo các bạn có thể thấy nhiều cái chú ý, nhiều cái thông báo. Đó. Một thông báo, một thông báo cần thu hút sự chú ý của người đọc nên thu hút sự chú ý của người đọc và gửi cái thông điệp thông qua chỉ một từ và và vài từ và gửi một thông điệp chỉ một vài từ thôi. Đó các bạn ha. Rồi à, nó có thể là hiệu quả để sử dụng là có thể có lẽ là sẽ là hiệu quả khi sử dụng kích cỡ chữ viết, khi sử dụng những cái kích cỡ những cái cỡ chữ viết văn bản đó chữ viết hoặc đánh máy khác nhau, chữ viết hoặc đánh máy. Hoặc sao các bạn? Hoặc để tiêu đề ở dạng chữ màu, hoặc để tiêu đề này ở dạng chữ màu, chữ in màu các bạn. Đó. Và trên hết, trên hết tất cả là thông báo cần dễ hiểu, thông báo cần phải thật là dễ dàng để hiểu. Đó là cái một cái dạng bài tập số 1 này rất là hay bài tập số 1 là nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là chi tiết rất là cụ thể rất là hay về những cái thông báo của trường lớp hay là ở thành phố hay là ở một cái nơi nào đó vân vân người ta viết những thông báo thì người ta không bao giờ viết dài dòng người ta có thể lược bỏ đại từ thậm chí bỏ trợ động từ nữa các bạn đó và yêu cầu nó chúng ta yêu cầu của người viết thông báo là phải thật sự rõ ràng để người người đọc cái nghĩa dễ để người đọc dễ dàng cảm nhận được để người người đọc làm theo đúng với yêu cầu của thông báo các bạn ha rồi đó là bài tập số 1 sang video còn lại thầy sẽ giúp các bạn làm bài tập số 2 và bài tập số 3 luôn ok rồi chào các bạn nhé hẹn các bạn video cuối cùng ở bài tập số 2 và bài tập số 3